Xin chào cả nhà, bây giờ là 18 giờ kém 15 phút ngày 11 tháng 6 năm 2019. Mình tiếp tục mình cho con áo của mình phi qua tay nha các bác nha. Mời các bác xem nha. Giờ bác thấy chơi ngáo mình chưa, giỏi không? Ngáo nè ơi. Ăn đi con, giỏi quá, ăn đi. Thì để đi, chờ anh đang vậy sao sếp. Các bác thấy không, phi địa bàn mình phi không? Phi ăn ngon là không? Ngáo mình ăn thay long á, nhưng mà mình vẫn cho nó phi nha. Bác đại gia nào có thương em nói thì alo cho mình nha, để cho em nói về sống với các bác nha. Giỏi đi, cưng quá đi, cưng đi ha. Ba cái thôi, còn mình cho phi xả láng luôn nha các bác nha. Ngáo ơi, nè con, nè lẹ lên, nè,
Huy qua là chụp ngay cục mồi liền. Còn dưới chân nè, còn dưới chân nè. Rồi. Còn cục nữa. Ừ. Chạy quá nha. Đó nào đam mê em đó thì alo cho mình nha. Rồi, yeah. Ơi nè. Ôi trời ơi, rất à. Nè, bắt con mình thải lên chụp à. Đó, không, mình thải lên chụp liền thấy không? Thải lên là chụp liền. Cục luôn. Ừ, còn cục nữa ăn đi con, còn cục nữa ăn đi. Ừ. Các bác nào có đam mê em nói thì alo qua cho mình qua số 0916773554 hoặc 0918773554 nha các bác nha. Ừ. Em nó đã sang 2 năm rồi. Đang thay lông á, nhưng mà mình vẫn cho nó phi. Tập thể lực nó cho nó quen. Rồi xin chào các bác, hẹn các bác clip sau nha. Các bác này đam mê em nói thì mình sẽ quay cận cảnh cho em nói nha. Đây. Không có quá, mình không có dây cổ vậy nha, mình chỉ sợ dây chân thôi. Ở đây. Em nói hả? Nãy giờ em nó phi đó, các bác thấy không? Sung vô không? Kêu ké. Ăn xong rồi ba xuống đi tắm rồi nha, nhưng mà chưa tối rồi nó không có tắm. Rồi xin chào các bác, hẹn các bác clip sau nha. Chúc các bác có một ngày cuối buổi chiều ngày thứ ba vui vẻ nha. Xin chào và hẹn gặp lại.